Subaru nợ khách hàng tới hơn 45.000 xe. Đáng lẽ ra đây phải là một điều thành công của Subaru khi có lượng đặt hàng lớn. Nhưng khủng hoảng thiếu hụt chip, chất bán dẫn đang diễn ra đã phá hỏng tất cả. Vào tháng 9 vừa qua, Subaru buộc phải ngừng hoạt động của tất cả các nhà máy ở Nhật Bản trong 4 ngày. Theo trang tin Automotive News, số lượng xe mà Subaru vẫn đang nợ khách hàng tính riêng tại Mỹ đã lên tới con số 45.000 chiếc và tăng lên 10.000 chiếc mỗi tháng. Subaru dường như đang gặp phải một vấn đề nan giải và khó có thể giải quyết ngày một ngày hai. Theo đó, số xe còn phải trả khách hàng ở thời điểm hiện tại còn nhiều hơn cả doanh số của hãng này. Trong tháng 10 năm 2021 là 36.000 chiếc tại thị trường Mỹ. Ông Tomomi Nakamura, CEO của Subaru Mỹ, nói với phóng viên tờ Automotive News rằng hãng sẽ mất khoảng một năm để gây dựng lại lượng xe có sẵn trong kho, như thời điểm chưa có cuộc khủng hoảng chip bán dẫn. Thông thường, lượng xe sẵn trong kho của Subaru đủ để cung cấp cho thị trường trong 45 ngày. Tuy nhiên, hiện nay, lượng xe sẵn trong kho của Subaru chỉ đủ để cầm cự trong 5 ngày. Ngoài cuộc khủng hoảng chip bán dẫn toàn cầu, hãng Subaru còn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Sự kết hợp này đã cắt đứt chuỗi thành công của hãng Subaru tại thị trường Bắc Mỹ. Thương hiệu xe hơi Nhật Bản đã đạt kỷ lục liên tiếp trong 11 năm tính đến 2019 tại xứ Cờ Hoa, và dự định sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển này trong năm 2020 và các năm tới. Tuy nhiên, doanh số bán hàng của Subaru năm 2020 tại Mỹ đã giảm 13% và gần như sẽ còn thấp hơn nữa trong năm nay. Hầu hết các nhà sản xuất ô tô đều gặp phải những vấn đề tương tự, nhưng việc xử lý khủng hoảng của Subaru được đánh giá không quá hiệu quả. Trái ngược với sự sụt giảm doanh số của Subaru, các thương hiệu xe khác như Toyota, Mazda, Honda, Hyundai hay Kia đều có doanh số bán hàng tăng từ năm 2020 cho đến nay. Sau khi Subaru giải quyết được vấn đề nguồn cung, doanh số của hãng này dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh nhờ sự xuất hiện của những mẫu xe mới như Solterra, BRZ và WRX. Trong đó, Subaru Solterra là mẫu ô tô điện phát triển chung với Toyota và mới ra mắt trong triển lãm Auto Los Angeles 2021. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.